Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ diễn ra 3 lượt thi đấu và đây sẽ là lượt thi đấu cuối cùng. Số 23 Lê Khánh, số 86 Duy Văn và cuối cùng là số 89 Tuấn Vũ. Và sóng thần kết thúc là tỷ số 4-3 nghiêng về phía các thủ sóng thần. Tạm thời thì sóng thần đang có 3 điểm. Không được, bóng vẫn còn. Đánh đầu, cơ hội, không được. Sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho các thủ Thanh Niên Sóng Thần. Cơ hội, Quang Đức, không được. Hồng Dâm, cú dứt điểm, khá nguy hiểm. Hồng Dâm đúng như vậy. Đánh đầu, Hồng Dâm, Hồng Dâm, cú dứt điểm. Sau rất nhiều những cơ hội thì vừa rồi chúng ta đã chứng tỏ được một điều rằng Hùng Dơm là một ngôi sao. Chúng ta vừa được chiêm ngưỡng một tình huống xử lý khá khôn khéo của cầu thủ áo số 68. Đó là Hùng Dơm. Một lần nữa hãy xem lại bàn thắng làm bàn khá đẹp của số 68 Hùng Dơm bên phía các thủ trẻ Sầm Sơn. Đó là Quang Đức. Không có đường chuyền, cú dứt điểm. Tình huống giữ bóng khá tốt và pha đổ người cũng khá đẹp mắt của Nhật Trường. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các thủ Thanh Niên Sầm Sơn. Lê Khánh, vẫn là Lê Khánh. Quang Đức dứt điểm, không được. Còn căng ngang, không được. Vẫn là tình huống dứt điểm. Điểm 2, không được. Dẫn đầu bảng trong lượt thi đấu ra quần của tất cả các đội bóng trong các câu lạc bộ Sầm Sơn ngày hôm nay. Cú dứt điểm rất nhanh. Tiến Huấn, cơ hội ra chân, không được. Đường chuyền của Quang Đức, đưa bóng vào. Như vậy thì tiếng còi đã vang lên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi quyết định của trọng tài chính. Quang Đức rất gọn gàng và đã dễ dàng đánh bại được thủ thành Nhật Trường bên phía các thủ trẻ Sầm Sơn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống ghi bàn trên chấm phạt đền của số 10 Quang Đức. Phản công dành cho trẻ Sầm Sơn, Hùng Dơm. Vẫn là Hùng Dơm, đưa bóng vào, đã có bàn thắng thứ 3 rồi. Pha qua người và căng ngang khá tốt của số 68 Hùng Dơm. Và tình huống đệm bóng cận thành đánh bại thủ thành bên phía các thủ Thanh Niên Sầm Sơn, đó là Nhật Nam. Cách biệt lại được một lần nữa nhân đôi. Ma sát khá nhanh, nguy hiểm, không được. Rất may cho các cầu thủ Thanh Niên Sầm Sơn là tình huống tiếp bóng vừa rồi của số 10 bên phía Sầm Sơn đã không tốt. Hùng Dơm dứt điểm, không được. Hùng Dơm đã không thể thực hiện được một đường chuyền. Mở cánh rất thoáng, dứt điểm, không được. Không được. Tình huống dứt điểm khá tốt, thế nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ hai dành cho các thủ Thanh Niên Sầm Sơn. Vẫn còn lòng lạc khá nhanh. Cơ hội, không được. Tài tỉnh táo, rất nguy hiểm. Như
Như vậy thì đúng lúc này trọng tài chính đã nồi hồi còi khép lại 60 phút cuộc đối đầu giữa các thủ Thanh Niên Sầm Sơn và Trẻ Sầm Sơn. Tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về phía các thủ Trẻ Sầm Sơn.